đẹp cả thôi. Biết ra có linh hồn không thế nữa nha, không luôn. Linh hồn tôi đây là ngồi. Cảm ơn Hòa đã hát bài hát của đâu.
bài áo lửa hành âm là cái bài ruột của Lâm, ruột không phải là người khác mà ruột kia. Lâm rất thích bài này. Cảm ơn bạn Hoàng và tất cả các bạn đã tham dự và tôi cũng điện chia tay hôm nay. Vợ chồng Lâm rất là cảm động. Xin hứa rằng hứa các bạn rằng là vợ chồng Lâm sẽ cố gắng sắp tới này quay về để gặp lại các bạn. Đường xưa vẫn có tiếng ma rô, có tiếng em thơ, có chút nắng trong những gà trưa. Có là em còn nhớ em lắm kìa, giờ mình sửa là anh còn nhớ hai em đã quen. Cho dù anh có qua bên Mỹ nữa thì em vẫn nhớ những cái ảnh đó. Không mà lấy tôi dẫn với em thơ trên đường này em nào. Dạ. Bố mất dễ vô lương. Rồi sau đó lại vô giáo dục và tiếp tục hấp dạy. Mà cái bài này là nghe kiếm nó thì là hư hết. Tất cả là hư mà luôn, con cái luôn đây là con. Các bài hướng đứa nào cũng bị học về đồng con. Một lần là để dành cho chuyện mà còn một lần là để
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ương còn nói là nhiều người đã nói rằng là cái này 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 là c
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.